dây dẫn điện có dòng điện chạy qua trong từ trường. Ta quan sát thí nghiệm sau, treo một dây dẫn điện, ví dụ một ống nhôm, bằng hai kim loại dịch chuyển tự do, dây dẫn điện sẽ nằm giữa hai cực của nam châm hình chữ U như hình. Cho dòng điện đi qua dây dẫn điện và gia tăng từ từ cường độ dòng điện, dây dẫn điện sẽ bị đẩy ra khỏi từ trường của nam châm. Một lực tác dụng lên dây dẫn sẽ có dòng điện chạy qua bên trong từ trường, lực này thẳng góc với từ trường và dây dẫn điện. Đảo chiều dòng điện và lập lại thí nghiệm trên, dây dẫn điện sẽ dịch chuyển theo hướng ngược lại. Nếu hoán đổi các cực của nam châm và lập lại thí nghiệm ở trên, ta thấy dây dẫn điện sẽ bị đẩy ra khỏi từ trường. Ta có thể lý giải các hiện tượng trên như sau. Chiều của lực làm lệch dây dẫn điện sẽ phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy bên trong dây dẫn điện và chiều từ trường. Từ trường của nam châm và từ trường của dây dẫn điện sẽ hình thành chung một từ trường tổng hợp. Ở một phía của dây dẫn điện, các đường sức của từ trường do dòng điện trong dây dẫn điện tạo ra có chiều ngược với từ trường nam châm như trong hình và mật độ từ thông sẽ giảm đi. Ở phía kia của dây dẫn điện, các đường sức của hai từ trường có cùng chiều và mật độ đường sức được gia tăng. Các đường sức ở đấy sẽ bị ùn tắc, đẩy lẫn nhau và có khuynh hướng tự làm ngắn lại. Do vậy, dây dẫn điện bị đẩy khỏi nơi có mật độ từ trường lớn hơn. Khi chiều dòng điện được đảo ngược, từ trường tổng hợp ở phía bên kia của dây dẫn điện có mật độ cao hơn và do vậy chiều dịch chuyển được thay đổi. Nếu ta đảo ngược đồng thời từ trường nam châm và từ trường của dây dẫn điện, hướng chuyển động của dây dẫn điện sẽ vẫn giữ nguyên.